Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 và phát động giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Tại lễ phát động giải chạy, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, giờ trái đất là hoạt động xã hội do Bộ Công Thương chủ trì từ năm 2009 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tắt đèn điện cũng như các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Qua 15 năm tổ chức, giờ trái đất tại Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc. Qua đó, cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua giải chạy này, ban tổ chức mong muốn các vận động viên không chỉ là người tham gia hưởng ứng sự kiện mà sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa mạnh mẽ, sôi nổi tinh thần thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen để 365 ngày trong năm đều là giờ trái đất.